Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ Array trong phần mềm AutoCAD 2015. Giả sử như bây giờ mình có một đối tượng là một hình chữ nhật. Bây giờ từ một cái đối tượng này, mình muốn biến thành một dãy gồm nhiều hàng cột các đối tượng hình chữ nhật này, thì chúng ta sẽ phải sử dụng lệnh Array. Thì các bạn có thể kích vào Home, mục Modify và chúng ta thấy có Array đây. Đấy. Bạn kích vào đây chúng ta thấy chúng ta có nhiều loại array, ví dụ như là rectangle array, nghĩa là array theo hình chữ nhật. Đấy, các bạn có thể nhìn hình ảnh này. Hoặc rectangle hoặc polar array, tức là array theo hình tròn. Đấy. Hoặc là path array, thì cái lệnh này thì nó giống với divide và mensur, hai cái lệnh mà mình đã hướng dẫn trong các bài học trước. Đấy. Thì để đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ rectangle array. Các bạn có thể kích vào đây hoặc gõ AR enter. Đấy. Các bạn hãy chọn cho mình cái đối tượng các bạn muốn array. Đấy, các bạn enter. Sau đấy này, phần mềm bảo là các bạn muốn chọn loại array nào thì mình chọn rectangle. Đấy. Bạn thấy chưa? Sau khi kích một phát thì chúng ta đã tạo ra được một cái phương thức hình dáng array ban đầu cơ bản gồm 4 cột và 3 hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể thiết lập các cái thông số của nó như sau. Các bạn nhìn vào hộp thoại command. Đấy. Các bạn có thể thiết lập này, đầu tiên là place point, nghĩa là cái điểm mà chúng ta tính là gốc của đối tượng nó sẽ nằm ở đâu. Hiện tại thì nó đang nằm ở tâm của cái hình chữ nhật này. Các bạn có thể cho nó về gốc ở đây. Đấy. Sau đây các bạn thấy chúng ta có thông số spacing, tức là khoảng cách giữa các cột và hàng nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Cái này các bạn có thể bỏ qua, các bạn có thể kích luôn vào column này để thiết lập thông số về cột này. Đấy. Mình chọn COL. Đấy. Enter. Thì các bạn thấy rằng này, nó bảo các bạn là các bạn hãy thiết lập cho chúng tôi cái số cột mà các bạn muốn. Thì ở đây hiện tại đang là 4, mình cho nó lên là 6, enter. Đấy. Tiếp theo nó bảo là các bạn hãy thiết lập cái thông số khoảng cách giữa các cột. Thì cái khoảng cách này thì các bạn có thể là thiết lập giữa cột, giữa đối tượng này và đối tượng này. Đấy, thì các bạn gõ luôn, ví dụ là 400. Đấy. Hoặc này, các bạn có thể chọn total, tức là cái khoảng cách từ đối tượng đầu tiên đến đối tượng cuối cùng nó sẽ bao nhiêu, chúng ta sẽ chọn total. Ở đây thì mình chọn là distance between column, tức là giữa hai đối tượng liền nhau nó sẽ cách nhau là 400. Đấy, mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa, nó đã giãn ra. Đấy, tương tự này chúng ta sẽ chọn row để thiết lập cho hàng này. Đấy, thì mình cũng chọn là có 5 hàng, mình 5, enter. Đấy, và khoảng cách giữa các hàng là 400. Đấy, enter. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta đã tạo ra được một cái array, một cái đối tượng array như thế này. Đấy. Sau khi các bạn tạo xong này, các bạn có thể kích vào đây, kích vào cái đối tượng array này. Và các bạn thấy chúng ta có các cái hình mũi tên. Đấy. Ví dụ như hình mũi tên này này, các bạn kích vào đây. Các bạn thấy này, có thông số 400. Thì đây chính là mũi tên giúp chúng ta điều chỉnh cái thông số khoảng cách của đối tượng. Các bạn có thể kéo, đấy, kéo tay. Hoặc các bạn có thể nhập thông số, ví dụ từ 400 mình cho lên 800. Mình enter. Đấy, nó sẽ to ra gấp đôi. Đấy. Và cái thông số này. Đấy, các bạn thấy mũi tên này. Thì mũi tên này nó sẽ điều chỉnh cái thông số số cột. Đấy, thì các bạn kích vào đây. Kéo ra. Hoặc là sử dụng điểm số 7. Enter. Đấy. Và tương tự cho hai cái mũi tên này nó nằm ở hàng này. Đấy. Và các bạn có thể thấy chúng ta có một cái bảng hộp thoại để chỉnh sửa array. Thì các bạn có thể đây, đây là type, tức là rectangle này. Các bạn có thể thiết lập này. Column cột bao nhiêu này, hàng bao nhiêu này, điền vào đây để thay đổi này, ví dụ đây là 6, enter. Đấy, nó sẽ tăng lên này. Và các bạn bây giờ muốn là điều chỉnh cái đối tượng gốc ban đầu. Đấy, mình bây giờ mình không muốn là hình chữ nhật nữa, mình muốn là hình khác chẳng hạn, thì mình sẽ kích vào edit show này. Đấy. Ở đây các bạn có thể kích vào cái đối tượng array này này. Đấy, các bạn chọn cho mình ok để có thể vào cái hộp thoại điều chỉnh. Đấy, sau đấy các bạn có thể điều chỉnh này. Mình kích vào đây. Bây giờ mình muốn cho nó là hình khác chẳng hạn, hình này hạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì sau khi điều chỉnh xong thì các bạn hãy save change cho mình. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đối tượng array của chúng ta nó được thay đổi. Đấy. Thì đấy là cách mà chúng ta array theo hình chữ nhật. Loại array thứ hai mình muốn giới thiệu đến các bạn là array theo hình tròn. Giả sử mình có một cái đối tượng hình tròn như thế này. Đấy. Và chúng ta có một cái, giả sử đây là cái bàn nhé. Chúng ta có một cái ghế này. Đấy. Bây giờ mình muốn array cái đối tượng ghế này xung quanh cái bàn này, thì chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh array polar. Đấy, polar array đây.
và các bạn gõ này ar và chọn cho mình là array colon đấy. Sau đấy này các bạn hãy chọn vào đối tượng các bạn muốn array, là tức là cái ghế này, kích vào đây đấy, mình cách. Sau đấy các bạn hãy chọn cho mình cái tâm mà chúng ta sẽ array, nghĩa là tâm của đường tròn này, mình sẽ chọn kích vào đây đấy, kích đấy, các bạn thấy chưa, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái dạng cơ bản gồm 6 cái đối tượng array như thế này. Và tương tự các bạn cũng có thể thiết lập các thông số như place point, đấy, thông số về item, tức là số đối tượng, như đây item mình cho lên là 7, enter đấy, hoặc là các bạn điều chỉnh theo thông số là góc đấy. Đấy, có thể là ví dụ là 45 độ, enter đấy, gọi là chưa đấy, nếu mà góc điều chỉnh theo góc ấy, thì cái số đối tượng nó sẽ từ đối tượng gốc này theo chiều ngược kim đồng hồ, 45 45 45 45 đấy. Và tại sao ở đây chúng ta không có một cái nữa, đơn giản là chúng ta đã thiết lập thông số item, nó chỉ có 7 cái mà thôi đấy, các bạn thấy không. Tiếp theo này, sau khi tạo xong các bạn có thể kích vào đây này, kích vào cái đối tượng array này đấy, các bạn cũng có thấy cái mũi tên này, và nó điều chỉnh hoàn toàn tương tự với việc chúng ta điều chỉnh trong rectangle, như là điều chỉnh thông số góc này, ở đây muốn lên là 60 độ chẳng hạn, mình enter đấy. Hoặc này bây giờ mình cho nhiều đối tượng hơn thì các bạn có thể thấy đây, đây cái thông số item này đấy, các bạn có thể điều chỉnh lên là 10 chẳng hạn đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái thông số array đấy, qua cái bản thiết lập này đấy. Thì cái phần mềm AutoCAD 2015 đấy, thì là một trong những phiên bản nó cải tiến rất nhiều trong các công cụ array. Thì nếu các bạn sử dụng trong CAD 2007 hoặc các bạn phiên bản CAD thấp, thì nó thấy rằng cái công cụ array thì bây giờ ở CAD này nó cải tiến rất là mạnh đấy, trực quan hơn rất là nhiều đấy. Thì đấy là những cái nội dung cơ bản mình hướng dẫn các bạn về công cụ array trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.